Tỉnh Lâm Đồng là địa phương nằm ở phía đông nam của Tây Nguyên, có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố. Dân số toàn tỉnh trên 1,3 triệu người với 47 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 24%. Riêng đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên chiếm 17,6%. Đối với dân tộc thiểu số, nhiều nhất là dân tộc Cơ Ho, tiếp đến là dân tộc Mạ và dân tộc Chu Ru. Các dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn tỉnh đều có những nét văn hóa truyền thống riêng biệt, độc đáo, mang đậm nét văn hóa vùng Tây Nguyên. Trong những năm qua, các di sản văn hóa đã và đang phát huy mạnh mẽ, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thông qua khai thác du lịch, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân. Việc xác định và xây dựng thương hiệu du lịch từ di sản văn hóa đã thật sự tạo nên sự khác biệt hấp dẫn cho Lâm Đồng với nhiều loại hình gắn với các giá trị di sản như tham quan, nghiên cứu các giá trị văn hóa, kiến trúc, trải nghiệm các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng, ủng hộ rất mạnh mẽ. Thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đến công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã thực sự có những chuyển biến mạnh mẽ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các sở ban ngành liên quan và các địa phương để triển khai các chiến lược văn hóa trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn. Trong ba dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, có thể nói văn hóa nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc Chu Ru đang được gìn giữ, bảo tồn và phát huy một cách trọn vẹn và đặc sắc nhất. Nói đến nghệ thuật dân gian của người Chu Ru tại tỉnh Lâm Đồng, không thể không nói đến những điệu aria, trumpo, pangkernang và damtara. Đó là những vũ điệu cổ xưa, đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa cộng đồng của người Chu Ru. Theo tiếng Chu Ru thì múa là tamia, và aria, trumpo, pangkernang và damtara là tên của các vũ điệu. Người Chu Ru có tất cả 7 điệu múa, được phân biệt bằng các động tác tay khác nhau. Một bài múa có thể do nhiều điệu múa khác nhau kết hợp lại, nhưng có lẽ nổi bật nhất phải kể đến vũ điệu aria. Theo các người già của dân tộc Chu Ru, ngày xưa aria xuất hiện tại các lễ cúng bái. Sau đó, với các động tác múa mộc mạc đã trở thành điệu múa dân gian. Nó thường mở đầu cho các lễ hội văn hóa, lễ kết giao giữa các buôn làng và trong các cuộc vui. Đây là điệu múa phổ biến nhất mà hầu như thanh niên Chu Ru nào cũng biết. Aria là vũ điệu đặc trưng là để cho ví dụ như có khách này, có khách, có quan khách lớn này, rồi ví dụ mà tiếp đón những ngày mà sử dụng nhằm vào ngày các ngày lễ hội và những ngày mà dịp mà đám giỗ đám ma. Đã có một thời gian dài, những vũ điệu của người Chu Ru tưởng như chìm vào quên lãng, cho đến khi một người phụ nữ tên Tu Ne Mabio quyết tâm làm nó hồi sinh trở lại. Bà Mabio là người xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương. Với sự hỗ trợ to lớn của ngành văn hóa, cùng với sự nỗ lực của bà, từ năm 2007, từng điệu vũ dân gian đã dần được phục hồi và truyền lại cho các thế hệ lớp sau. Các học viên trong lớp của Mabio có thể chỉ là một cô bé mới hơn 10 tuổi cho đến cụ bà, ông lão trên 70 tuổi. Điều đáng quý của Mabio không chỉ là bảo tồn, phát triển âm nhạc dân tộc, mà còn là người truyền lửa, làm sống lại tình yêu âm nhạc của cộng đồng. Cụ bà Ma Công đã ngưng biểu diễn trong một thời gian dài vì bận làm mẹ của 10 đứa con. Nhưng khi Mabio mở lớp dạy múa, dạy nhạc, mời cụ đến tham gia, cụ lại mỗi ngày đến lớp, trau dồi khả năng chơi nhạc và lại bắt đầu đi diễn. Từ những học viên ngày càng lành nghề, dần dần
Mabio đã thành lập được đội múa hát cổng chiêng để đi biểu diễn tại các lễ hội, phục vụ các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Bon Krang Gọ, xã Pờ Ró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, một vùng đất tụ cư của bộ tộc Churu. Nơi đây còn lưu giữ nghề thủ công truyền thống, gắn bó máu thịt hàng ngàn năm. Chẳng ai biết cụ thể nghề gốm ở Bon Krang Gọ có từ bao giờ và ai là người đầu tiên khai sinh nghề gốm ở làng này. Kể cả các già làng khi được hỏi cũng chỉ nói, lớn lên đã thấy đôi tay trần của bà, của mẹ nhào nặn nên những chiếc gọ rồng, gọ răm, abu, gọ kla, bơ lo, karo, karo yên và nhiều vật dụng khác. Rồi cứ thế, nghề gốm được truyền cho đời con, đời cháu một cách tự nhiên. Tuy nhiên, theo thời gian, cũng như bao nghề truyền thống của nhiều dân tộc thiểu số khác, nghề làng gốm của người dân tộc Churu cũng đã đứng trước nguy cơ bị mai một. Những sản phẩm làm ra, họ tìm mọi cách để đưa đến tay của người tiêu dùng, nhưng rồi giá trị hàng hóa trao đổi cũng chẳng thể đủ sức để kéo những đôi tay tiếp tục làm nên tinh hoa từ đất. Bây giờ thì chỉ hai chị em làm thôi. Còn con cái, cháu chắc thì cũng phụ làm mà nó ít làm. Giờ đi làm, toàn đi làm ngoài vườn, đi làm mướn, đi làm nông, đi làm đủ thứ kim đồ. Để tánh thú nó kiếm đồng tiền để nuôi con nó ăn học. Dạ, cũng tánh thú làm, mình mong muốn là con cháu sau này đừng có bỏ nghề này. Tuy nhiên, quyết tâm bảo tồn, gìn giữ làng nghề, ngành văn hóa tỉnh Lâm Đồng đã triển khai một cách đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể, ngày 6 tháng 3 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt đề án bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, bên cạnh việc sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa dân tộc bản địa Lâm Đồng, đối với làng nghề, tỉnh đề ra những giải pháp rất cụ thể về xây dựng bộ tiêu chí về làng nghề gắn với phát triển du lịch, đồng thời xúc tiến hỗ trợ làng nghề tham gia các hội chợ, triển lãm, tạo điều kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Hỗ trợ làng nghề mở rộng kinh doanh, dịch vụ gắn với bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Tổ chức hoạt động du lịch trong không gian văn hóa của làng nghề truyền thống. Vừa qua thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có một cái dự án ở cái làng Pro để làm một cái làng nghề của người Churu, và sắp tới đây chúng tôi sẽ bàn giao cho địa phương với cái mong muốn rằng là đây sẽ là một cái địa chỉ văn hóa riêng có của người Churu để đồng bào có thể đến đó hát ca trình diễn nghệ thuật làm gốm, làm nhẫn, để làm sao mà qua cái đó để có thể trao truyền và dẫn dắt cho một cái sản phẩm văn hóa mang tính chất riêng có của vùng Đơn Dương và vùng Churu. Để cụ thể hóa nhiệm vụ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc thiểu số gắn với việc phát triển du lịch, thông qua việc triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, hàng năm, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã triển khai có hiệu quả chương trình hành động quốc gia về bảo tồn các di sản văn hóa tiêu biểu bằng việc sưu tầm, bảo quản, phục dựng các lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị văn hóa của nhân dân các dân tộc, nâng cao lòng tự hào về giá trị văn hóa, khuyến khích sử dụng các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, các loại hình văn hóa dân gian trong các hội thi, hội diễn. Trong đó, phát huy vai trò của Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng cũng là một giải pháp mà tỉnh Lâm Đồng đang chú trọng triển khai. Khu trưng bày triển lãm hiện vật văn hóa tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, lưu giữ chủ yếu các sản phẩm văn hóa gắn liền với đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất, đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc bản địa trên địa bàn tỉnh. Trong đó,
các hiện vật chủ yếu liên quan đến các nghề thủ công truyền thống, ví dụ như nghề dệt thổ cẩm, chiêng, ché. Thông qua các hiện vật này, người dân cũng như du khách đến tham quan có thể hiểu thêm về những nét văn hóa đặc trưng của người đồng bào dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng. Với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh nhiệm vụ chính trị là nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, thì một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Với chức năng nhiệm vụ đó, trong những năm qua, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng đã có rất nhiều hoạt động. Hàng năm, Trung tâm là đơn vị triển khai thực hiện lễ hội cồng chiêng, tổ chức các ngày hội văn hóa thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức các chương trình nghệ thuật mang đậm chất dân gian đi phục vụ nhân dân trong tỉnh, đồng thời để phục vụ cho các tour du lịch, phục vụ các chương trình hội nghị, hội thảo chuyên đề về văn hóa. Với nhiệm vụ đó, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng xác định phương châm phải bám sát cơ sở, đi về các vùng đồng bào để nhằm sưu tầm chỉnh lý, chuyển soạn, từ đó phát triển các làn điệu dân ca dân vũ. Cũng như các thành viên khác của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc Nam Tây Nguyên, chị Rosa Naivi là người đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc diện đối tượng được hỗ trợ từ chính sách bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chị Vi được cử đi học tại chuyên ngành nhạc cụ dân tộc, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Gia Lai. Sau đó, chị Vi quay trở về tỉnh và công tác tại Đoàn Nghệ thuật Dân tộc Nam Tây Nguyên. Bên cạnh việc biểu diễn, công tác nghiên cứu, sưu tầm và chỉnh lý nhạc để đưa ra các tác phẩm mang tính đại chúng, dễ dàng tiếp cận với khán giả là công việc chính của mỗi cán bộ trong đoàn. Từ bé thì tôi cũng như các bạn khác thôi, tôi cũng sinh ra và tôi ở trong buôn làng thì tôi cũng lâu lâu thì tôi thường được nghe mẹ hát ru rồi được nghe bà đọc những bài dân ca thì tôi cũng rất là yêu thích và tôi luôn trăn trở là không biết sau này mình còn lưu giữ được những cái vốn văn hóa truyền thống đẹp này nữa hay không, và tôi nghĩ là mình nên chọn cái ngành này. Với đoàn chúng tôi thì cũng đã năm nào cũng đã biểu diễn để đón khách du lịch tại khu vực quảng trường và tham gia những cái festival, lễ hội festival hoa nữa thì cũng đều có tham gia. Những cái đội nhạc cụ này thì thực ra là mỗi một lần chúng tôi biểu diễn thì cũng đón chào cũng có thể là vài ngàn khán giả ở ngoài quảng trường và cái sức lan tỏa nó cũng khá là mạnh. Chúng tôi cũng có nghĩ đến cái việc là liên kết với các doanh nghiệp du lịch, các đơn vị du lịch để mang những cái văn hóa dân tộc bản địa đến phục vụ, đặc biệt là với khách nước ngoài. Trong hai năm 2021 đến 2025 thì chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc điền dã, đi khảo sát thực tế, sưu tầm, tổ chức nhiều các cuộc liên hoan, hội diễn, tổ chức nhiều cái lễ hội văn hóa dân gian để cho đồng bào các dân tộc bản địa ở Lâm Đồng nói chung có dịp để mà giao lưu, học hỏi, chia sẻ những cái nét văn hóa tiêu biểu truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Trong thời gian tới, bên cạnh việc củng cố hành lang pháp lý về công tác bảo tồn văn hóa, thực hiện tốt hơn chính sách đãi ngộ đối với các nghệ nhân, thì việc tăng cường tuyên truyền, quảng bá về bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn là giải pháp được ngành văn hóa tỉnh Lâm Đồng ưu tiên triển khai đi trước một bước. Trước hết là tuyên truyền quảng bá qua cái truyền hình, qua báo chí, qua các cái kênh trên nền kỹ thuật số. Cái thứ hai nữa là sẽ làm việc với các cái tập đoàn, các tổng công ty, các cái công ty du lịch trong và ngoài nước để thực hiện các cái tour du lịch đi tìm các cái địa chỉ văn hóa của đặc biệt của Nam Tây Nguyên. Cái thứ ba nữa là thông qua các cái chính giới, học giả để chúng ta có thể có những cái khảo cứu và có những cái tọa đàm mang tính chất quốc tế lớn hơn. Thực tế, định hướng phát triển bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch dịch vụ tại tỉnh Lâm Đồng đã phát huy được hiệu quả. Du khách đến với các bản làng cũng mỗi ngày một đông. Các hình thức du lịch văn hóa cũng ngày một đa dạng hiệu quả. Đối với những người cả đời dành cho việc bảo tồn văn hóa, như câu chuyện của nghệ nhân Mali tại làng nghề Grang Gọ,
Mỗi ngày, bà Mali lại được sống, được hít hà với cái nghề đã gắn bó với bà từ thuở đôi mươi. Không còn làm để vơi đi nỗi nhớ nghề da diết, mà sản phẩm gốm của bà hôm nay rồi sẽ rời làng đến tận muôn nơi, và ở Krang Gọ, ngọn lửa nghề vẫn còn cháy mãi.